Chào cả nhà trở lại. Hệ Toàn xin chia sẻ ngắn gọn về cúng kiến và văn khấn các đề mục sau. Chi tiết hướng dẫn văn khấn mời chư vị xem ở website hoặc phần thông tin trong video. Các đề mục gồm có xong nhà cửa đất đai, văn khấn ông công ông táo, văn khấn ông bà gia tiên, văn khấn đất đai thần tài thổ địa, văn khấn đêm giao thừa, vía thần tài và văn khấn khai trương. Ý nghĩa cúng kiến. Cúng là cung cấp dưỡng nuôi. Một ngôi nhà muốn ấm nên cúng, hương khói nên trang nghiêm. Cúng kiến nuôi dưỡng thế giới bên kia, dưỡng nuôi dưỡng tâm người cúng, tâm thành sẽ được gia hộ. Tùy vào đề mục cúng, chư vị nên tìm hiểu cúng cái gì, cúng cho ai, tâm khấn vái như thế nào. Tâm ta thành thì việc luôn sẽ ứng. Khải Toàn chia sẻ cúng kiến. Cúng trong thanh tịnh, giảm trừ mê tín trong phong thủy và cả cúng kiến. Chư vị có duyên xem, đích thị là người tìm phương pháp lành cải tạo vận mệnh, sẽ được trời đất gia hộ. Việc cúng kiến và thờ phụng, trước tiên nên được sự đồng thuận của người sống trong nhà, vì gia hòa vạn sự hưng. Sau là không làm phiền hàng xóm. Nếu có thể, hãy chủ động gật đầu chào và cất tiếng cười khi gặp mặt. Tự mình thêm sinh khí ngay cửa khí ngôi nhà chính mình. Văn khấn khi cúng, chư vị có thể khấn xin. Khấn bàn Phật, xin được sự giác ngộ, xin lòng từ bi. Khấn thần tài thổ địa, ông công ông táo, xin công việc hanh thông. Tuy nhiên, nên phát nguyện, sống lành, sống thiện, mở rộng tâm lượng. Khi ấy dù sống ở đâu cũng được gia hộ. Có nên xong nhà cửa đất đai? Không chỉ mỗi cuối năm, mỗi 3 đến 6 tháng chư vị nên thanh tẩy cả ngôi nhà, thanh tẩy uế khí. Có như thế mới đón khí mới. Việc thanh tẩy uế khí toàn bộ ngôi nhà cũng như mỗi ngày chúng ta tắm gội cho thân, làm thân sạch sẽ. Ngôi nhà có đủ ánh sáng, không khí trong lành là ngôi nhà nhiều cơ hội vượng khí. Thanh tẩy uế khí toàn bộ ngôi nhà có nhiều cách. Dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ngôi nhà. Giặt rèm, giặt những gì mà liên quan đến vải vóc. Đốt tinh dầu, dùng những bộ xông nhà. Dùng trái thơm khoét ruột đốt nến bên trong. Tuy nhiên, cần chính những người sống trong nhà giữ vệ sinh luôn sạch sẽ và luôn cảm thông cho nhau. Trong lúc thanh tẩy hoặc là xong ngôi nhà, chư vị có thể niệm Phật hoặc có thể nghĩ về những điều lành. Điều này có công năng thật vi diệu, vừa làm cho không khí ngôi nhà được thanh tịnh, vừa tạo ra từ trường lành cho ngôi nhà. Có như thế mới mang lại nhiều may mắn. Thanh tẩy ngôi nhà là thanh tẩy từ trường. Phát tâm tu dưỡng tâm tánh, không thấy lỗi người là thanh tẩy ba nghiệp, thân, miệng, ý. Trong, ngoài thanh tịnh, nghiệp hết phước sẽ đến. Tự mình tạo năng lượng lành, ai gặp cũng quý mến. Dịp cúng ông công ông táo là một dịp rất đặc biệt. Một vị thầy tâm linh dạy Khải Toàn, mỗi năm dịp cúng ông công ông táo là dịp đặc biệt, ta có thể khấn xin cho một năm sau được sung túc. Có đúng như thế. Dù nhà chư vị có bàn thờ ông công ông táo hay không, thì ông công ông táo là những vị thần cai quản thiện phước của một gia đạo. Mọi tội nghiệp, phước hay họa của cả gia đạo sẽ được ghi nhận. Nhân dịp đặc biệt này, ta chuẩn bị sính lễ trang trọng. Xin ông công ông táo về trời thưa lại những việc lành ta đã làm trong năm qua. Ta khấn xin ban phước lành cho năm sau. Việc này ví như ta muốn xin mẹ một món gì đó, nhờ ba làm trung gian chẳng hạn. Việc khấn xin này với số đông người có tín ngưỡng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, với những vị tu học cảm thấy không đáng tin. Vì họa phước đều từ nhân quả, có phải vậy không? Đừng vội kết luận, chư vị có thể tự kiểm chứng. Điều kiện khấn xin để được như ý nguyện: trước đã là người sống lành sống thiện, sau là cúng kiến tâm chí thành.
Khải Toàn chia sẻ điều này là tùy thuận người có tâm thành. Bản thân em mỗi khi khấn sinh, những việc phù hợp. Vì em chưa phải là bậc đại tu hành, vẫn còn bị âm dương chi phối. Tóm lại, dịp cúng ông Công ông Táo là dịp để chư vị cầu cho năm sau được sung túc. Nếu năm qua chư vị làm nhiều việc thiện, khi khấn sinh tâm chí thành sẽ được như sở nguyện. Dịp cúng ngày 23 đưa ông Táo để chúng ta soi xét lại bản thân. Cúng trả lễ, cúng biết ơn, nương vào các vị thần, nương vào bề trên, xin ơn trên gia hộ cho năm sau. Chư vị sống thiện lương, biết giúp người, mở lòng với mọi người, những cầu xin trong tương lai sẽ được ứng nghiệm. Tất thảy những gì có được trong cuộc đời này chẳng phải là tự vay mượn hay sao? Ví như ngồi nương vào ghế, cúng kiến nương vào ơn trên. Cúng đất đai thần tài thổ địa như thế nào? Vào ngày 23 và 30 tháng Chạp là ngày rất quan trọng. Việc cầu khẩn thổ thần thổ địa, ông Công, ông Táo. Mỗi ngày hay mỗi năm, nhất là dịp quan trọng ngày 23 và ngày 30 tháng Chạp, nếu làm chỉnh chu sẽ được gia hộ. Những vị thần cai quản mảnh đất nơi ta sinh sống, gia hộ cho gia đạo có nơi ăn chốn ở an ổn. Dù nơi ấy thuê, mua, mướn, ở tạm, đều có những vị thần cai quản một vùng, một mảnh đất. Vì sao có đất hợp với đất kỵ, hợp với người này, kỵ với người kia? Vì từ trường mảnh đất và tâm tánh những người sống trong nhà như thế nào? Nếu muốn gia hộ, trong đời sống hàng ngày, chính chúng ta cần quán xét chính mình. Muốn nhà cửa an ổn, phải mở lòng với người, sanh nhẫn với người, từ bi cảm thông với người. Có như thế mới tạo từ trường an lành, chuyển hóa mảnh đất của mình thành mảnh đất phước. Đời sống hàng ngày phải biết dành dụm, không tiêu hao hoang phí. Nên vui vẻ với hàng xóm. Được như thế, các vị thần cai quản mới gia hộ. Văn tự khấn như thế nào? Tất cả là hình thức. Chư vị hiểu lý, xính lễ là sự. Trang trọng hay ít nhiều tùy vào điều kiện hoàn cảnh. Tất cả có trong tờ hướng dẫn kèm theo khi thỉnh bộ giấy cúng hoặc các vị xem trên online. Văn khấn đêm giao thừa. Cúng đầu năm vô cùng quan trọng vì sẽ ảnh hưởng đến 365 ngày trong năm. Có phải vậy hay không? Khi cúng đêm 30 nên có bộ hình thế thay thế cho ta nhận những điều không may. Thời khắc chuyển giao của mỗi năm, chúng ta nên bỏ lại hết những chuyện cũ, đừng tham luyến tất cả những chuyện không vui và cả chuyện vui, không tham luyến lưu luyến lại những việc đã xảy ra. Ngày ngày tâm được như thế, tâm thanh tịnh như thế, tức tâm đã thành Phật, tự cho mình sự thanh tịnh. Ý nghĩa cúng vào dịp 30 nhằm để xua tan đi các chuyện cũ, chuyện không may trong năm trước đã qua. Chúng ta có thể khấn nguyện cho một năm mới được nhiều phước lành, ngập tràn niềm vui, thành tựu những hoài bão mới. Tuy nhiên các vị nên biết, muốn được phước lành như thế, không chỉ dịp cúng đêm 30 Tết, mà ngay trong đời sống của mỗi ngày, chúng ta phải tinh tấn tu dưỡng tâm tánh, làm lành chánh ác, tu sửa ba nghiệp thân miệng ý. Khi khấn nguyện những điều lành mỗi ngày đều khấn nguyện những điều lành đến với người, đến với gia đình. Đời sống hàng ngày nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, đó chính là linh đơn kỳ diệu. Vì ngày ngày huân tập điều lành vẫn hơn một năm chỉ một đêm 30 Tết. Và nên lưu ý quan trọng, vào đêm 30 khi thắp nhang tất cả những bàn thờ trong nhà, tâm trạng chư vị nên nhẹ nhàng thanh tịnh, an vui thư thái, lòng tràn đầy niềm vui, khi khấn sinh sẽ linh nghiệm. Khấn sinh những điều tốt lành, mong năm mới được nhiều tốt đẹp. Trong bài giấy cúng, Khải Toàn có hướng dẫn,
ví dụ nhất nhân, nhị nhân, thế mạng gánh hết những điều xấu cho, tên con là, ngày sinh gì. Chư vị nên ghi tên, ngày tháng năm sinh vào bộ hình thế, ghi cả những người sống trong nhà vào, khấn sinh cho cả nhà. Khi cúng và khấn đêm giao thừa, ta có khấn Quan Tham Bồ Tát, cầu cứu khổ cứu nạn, khấn ông tổ, khấn xin ba ông phước lộc thọ, khấn xin bá quý nhân, khấn xin hoàng thiên hậu thổ. Tất cả có trong tờ hướng dẫn kèm theo, hoặc chư vị có thể xem trên website Thải Toàn. Tất cả khi cúng kiến, tâm nên chí thành sẽ được gia hộ. Cúng ông bà gia tiên vào ngày thường và dịp Tết. Ông bà gia tiên là để tưởng nhớ, nhắc nhở với con cháu, không nên cầu xin, không nên thường xuyên kêu gọi họ, đừng để họ tham luyến cõi của ta. Tục lệ người Việt chúng ta có thể chọn ngày 23 hoặc 25 tháng Chạp. Khải Toàn khuyến nghị chư vị chọn ngày 23, vì ngày này sẽ cúng kiến tất cả những bàn thờ trong nhà, từ thần tài, thổ địa, ông công, ông táo. Chi tiết hơn có hướng dẫn trong giấy kèm theo bộ cúng. Những vị có bàn thờ chỉnh chu hoặc không có bàn thờ đều được ông bà gia hộ, do sự thành tâm của con cháu. Chúng ta tưởng nhớ cúng xính lễ, cúng giấy tiền cho ông bà. Việc ông bà gia tiên có về có đi là do quyết định của ông bà. Giấy tiền vàng mã vẫn có cõi dùng được, ví như tiền của chúng ta có nơi dùng được và nhiều quốc gia không dùng. Dù giấy tiền hay xính lễ cúng cho ông bà, chư vị không nên thái quá. Ví dụ, nhiều ô tô, nhiều nhà lầu to, nhiều tiền vàng mã, không khéo làm cho người thế giới bên kia thêm tham luyến. Nếu ông bà ở thế giới bên kia chưa tái sinh, có thể phù hộ cho con cháu, có thể thọ nhận xính lễ do con cháu cúng. Tóm lại, chư vị nên tìm hiểu ý nghĩa, cúng với tâm chân thành, cầu mong cho ông bà được siêu thoát về cõi lành, về thế giới quang minh. Ngày thường, chúng ta tưởng nhớ gia tiên nên để trong lòng, không nên làm phiền họ. Chúng ta sống thiện giúp người là báo vật đền đáp ông bà gia tiên. Văn khấn thần tài và vía thần tài như thế nào? Mỗi nơi có thần cai quản. Để thần gia hộ, chúng ta cần sống thiện sống lành, thông qua ba nghiệp thân miệng ý. Có như thế sẽ được những vị thần cai quản mảnh đất, cai quản trong năm gia hộ. Giả dụ chúng ta muốn xin mượn bạn bè một việc gì đó, bản thân của mình phải thế nào, có thành tâm, có uy tín hay không, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Việc cầu thần cũng như thế, phải xem lại chính mình trước khi cầu. Xính lễ những gì, đốt giấy tiền ra sao, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh và sự đồng thuận của những người sống trong nhà. Đã học Phật thì nên tin nhân quả, đừng vì tế lễ thần mà sát sanh, hay đốt quá nhiều giấy tiền vàng mã, gây phiền hà người xung quanh, sẽ có thể tổn giảm phước của chính mình. Ngày vía thần tài là ngày lễ lớn trong năm của thần tài, có thể thêm phước lành nếu chúng ta cúng kiến hợp tình. Theo dân gian, mỗi năm ông về trời vào ngày mùng 10 tháng Giêng, nên dân gian lấy ngày này làm ngày vía thần tài. Dù bạn tin hay không, có ông thần tài thổ địa hay không, nhưng mỗi khu vực, mỗi địa lý đều có thần cai quản. Như trên Khải Toàn đề cập, cúng là cung cấp dưỡng nuôi, cung cấp thế giới bên kia dưỡng nuôi tâm người cúng. Trước ngày cúng nên lau dọn sạch sẽ bàn thờ, những vật phẩm trong năm nên thay thế, ví dụ hũ muối, gạo, ngũ cốc. Văn khấn và chi tiết cúng tất cả có trong tờ hướng dẫn kèm theo, khi chư vị thỉnh bộ giấy cúng hoặc có thể xem trên website. Cúng khai trương và chọn người mở hàng sao cho đúng. Chọn được người may mắn mở hàng đầu năm, ví như có một sự khởi đầu suôn sẻ quanh năm. Người ta hay quan trọng chọn người mở hàng hợp tuổi với mình. Người có trí hơn lại chọn người thiện lành,
Thải Toàn chia sẻ phương pháp lành, nếu phù hợp tâm ý, chư vị có thể làm theo. Vì cúng kiến không có nguyên mẫu, tất cả do pháp thế gian bày ra, tùy vùng miền và hoàn cảnh như thế nào, có hợp lý hợp tình hay không. Trước tiên, chư vị hãy tháo gỡ quan điểm chọn người hợp tuổi để mở hàng. Thay vào đó, ta có những thứ tự ưu tiên sau. Tốt bụng, vận khí tốt, vui vẻ nhanh nhẹn rộng lượng, ngược mùi sinh với gia chủ, cuối cùng mới đến hợp tuổi theo tam hợp hoặc lục hợp. Ngược mùi sinh, ví dụ người sinh mùa hè nên chọn người sinh mùa đông, người sinh mùa xuân nên chọn người sinh mùa thu. Trong bốn tiêu chí trên, đầu tiên người tốt tính, tâm lượng rộng lớn bao dung là tốt nhất. Họ là người có năng lượng từ trường lành thiện, sẽ thu hút nguồn năng lượng cùng tần số. Mời được người như thế, tức bản thân chư vị ít nhiều là người có năng lượng lành, hoặc thời vận đang vượng khí. Ngược lại, nếu vận khí kém, tâm lượng chưa lớn, không thể tương ưng với người có năng lượng lành vì không cùng tần số. Văn khấn và hướng dẫn có trong tờ hướng dẫn kèm theo. Chư vị có thể xem trên online. Những chia sẻ trên, Khải Toàn hướng đến người hướng thiện. Nếu cùng tâm ý, chư vị sẽ dễ dàng cảm thọ. Cách vượng khí theo từng hướng nhà. Khải Toàn đã chia sẻ rất nhiều bài viết vượng khí trong vận chính. Trên cả TikTok và YouTube, bài này Khải Toàn chia sẻ ngắn gọn theo từng hướng nhà. Đối với nhà có cửa khí phạm hung sát, có thể treo kim bài thiên quan tứ phước hoặc hổ phù bát quái. Tuy nhiên hãy cẩn thận khi treo gương bát quái, không khéo ảnh hưởng đến nhà đối diện. Phàm việc gì tổn người sẽ tổn mình. Vào năm 2024 Giáp Thìn, tại nhà hướng nam có cửa khí kỵ màu trắng, nên có màu xanh dương hoặc màu đen. Với nhà hướng tây nam, cửa khí tại hướng tây nam nên có màu đỏ, tốt nhất là bội số bằng 9, ví dụ 9 con cá đỏ. Nhà nào tại hướng tây tại cửa khí kỵ màu đỏ nên có màu trắng xám và đồ đồng. Với nhà hướng tây bắc tại cửa khí nên có mộc đẹp, hoa tươi đẹp, tranh hoặc tượng mèo hay hổ. Nhà ai tại hướng bắc kỵ màu đỏ nên có màu trắng xám và đồ đồng để hóa sát. Nhà hướng đông bắc thì kỵ màu trắng xám nên có màu đen và xanh dương. Nhà có cửa tại hướng đông là có sao cát tinh nhất bạch nên có thủy động tranh cá màu xanh dương sẽ có tài phú. Cuối cùng nhà hướng đông nam kỵ màu đỏ nên có màu trắng xám và đồ đồng. Chư vị nên biết tùy hoàn cảnh chúng ta ứng dụng, có thể dùng màu sơn cửa, tranh ảnh, pháp khí sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Đây là cách đơn giản về cửa khí trong năm 2024. Chuyên sâu hơn, cần xét thêm nhiều yếu tố, quan cảnh ngoài nhà, tọa độ hướng nhà, sinh thần bát tự gia chủ, để có một ngôi nhà phong thủy tốt lành. Cần xét nhiều yếu tố. Quan trọng nhất vẫn là thanh tẩy toàn bộ ngôi nhà. Thanh tẩy cả tâm thân, tu dưỡng tâm tánh, có như thế trong ngoài thanh tịnh, vận khí mới hanh thông. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.